Xin chào tất cả các bác anh em đam mê âm thanh Tuấn Nguyễn, Âu Đoàn Hà Nội. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho các bác cặp loa đến từ Pháp, thương hiệu châu Âu rất là nổi tiếng của hãng Jean-Black Vocal. Trên màn ảnh của các bác đây là một cặp loa trong tầm giá rất là hợp lý cho các bác các anh em chơi đam mê những dòng nhạc trữ tình êm ái, đặc trưng của những dòng loa Pháp rất là lãng mạn, cho chất âm rất là quyến rũ, mềm mại, phù hợp cho anh em chơi dòng nhạc trữ tình. Đây là logo trên in tem của Jean-Black. Tất cả những dòng này thì ốc đều có chữ Jean-Black, nó in ở trên hàng một ốc đây, phóng to hết cỡ, rất là nhỏ luôn. Đây là series loa đánh cầu bi qua Jean-Black cho rút 725, trở kháng 8 ohm, công suất 150W, made in France. Đấy, dòng này sản xuất tại Pháp các bác nhé, cho rút 725. Cặp loa về trong tình trạng zin tuyệt đối rất là đẹp. Loa sở hữu với hai bát 17, màng giấy gân cao su dị nguyên bản, 2 bát 17, màng này màng cát nha các bác, đặc trưng của dòng loa Pháp gân cao su. Ở trên vành nó cũng logo của hãng là Jean-Black, rất là đẹp. Đặc trưng chung 17, 2 bát 17, chung 17, lỗ thoát hơi đằng trước, anh em kê đồ rất là dễ. Từ cái lỗ thoát hơi này nó cũng có cả logo luôn của hãng, đang làm rất là đẹp, rất là sang trọng. Tuyến loa bên này cũng vậy. Màng cát gân cao su, sở hữu một chép đôm lõn, đặc trưng của dòng loa Pháp rất là đẳng cấp. Kích thước chiều cao loa lên đến 1m, gần 1m, khoảng 9899 rồi. Chiều ngang là 20, chiều sâu là 30. Phần lõi nhất ở loa đây, đây là khoảng 30cm. Loa sở hữu với vỏ màu gỗ, vỏ gỗ vàng rất là đẹp cho các bác kê đồ trong không gian những phòng gỗ hoặc những phòng chung cư rất là đẹp, sang trọng. Loa về trong tình trạng đẹp xuất sắc, vô thành sắc cạnh. Sẹo hay bể lở, cặp này về rất đẹp. Chiếc bên này cũng vậy. Giá thì trong tầm giá thì cặp loa này rất là hợp lý so với những dòng BB kép, thì cấu hình như này thì cặp loa này rất là hợp lý và chất âm rất là tốt. Thương hiệu thì rất là nổi tiếng, loa Pháp thì trên toàn thế giới các anh em đều biết rồi. Đấy, cặp loa Jean-Black Vocal 725 cho rút 725 Tuấn giao lưu với các bác các anh em với giá là 17.900, giá rất tốt. Trong những mấy năm trước thì những cặp loa này nó rơi vào khoảng 20 triệu. Có chỗ bán còn hơn 20 triệu. Lần này về thì rất là tốt. Cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Đầy đủ e căng nhựa. Nó zin nguyên bản. Rất dễ ghép với những dòng âm ly săn xuôi đờ nông, dòng âm ly châu Âu. Với trở kháng 8 ohm, công suất 150W, rất phù hợp với dòng nhạc trữ tình này, dòng nhạc giao hưởng nhá, giao hưởng thính phòng đấy các bác, chơi những dòng nhạc đấy rất là hay.
tiếng kèn, tiếng sáo rất là hay luôn. Sau đây thì các bác anh em hãy đeo tai nghe vào thưởng thức chất âm. Sau đây thì Tuấn xin mở những dòng nhạc acoustic rất là hay. Lời của ca sĩ rất là thật, rất là mộc mạc và chi tiết. Thank you.
Sau đây Tuấn xin test một bản nhạc trữ tình, những dòng nhạc bolero, giọng ca Như Quỳnh rất là hay. Tuấn xin test một bản nhạc để thể hiện độ chính xác nhạc cụ rất là hay. Thank you.
xin dừng lại bản test tại đây. Những bác nào mà quan tâm đến sản phẩm xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943426668, địa chỉ số 10, ngõ 63, phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Kết thúc chương trình thì Tuấn xin báo giá lại cho các bác anh em cặp loa Zimplus cho rút 725. Là Tuấn giao lưu các bác anh em với giá là 17.900.000. Cặp loa đẹp xuất sắc cho các bác anh em đam mê và sưu tầm. Bác nào mà quan tâm xin các bác liên hệ trực tiếp. Chứ nhiều anh em mà nhắn tin ở trên YouTube này thì nhiều khi là bài nó không thông báo đến, Tuấn không đọc được hết. Đấy, các bác nhanh tay alo để sở hữu sớm cặp loa. Tuấn xin cảm ơn tất cả các bác anh em đã theo dõi kênh. Những ai mà đi qua chưa đăng ký thì hãy đăng ký chữ màu đỏ để cập nhật những bản video, những bản test mới nhất về những dòng loa Âu Mỹ. Tuấn xin chào và hẹn tất cả các bác anh em những video tiếp theo.